tháng 5 vừa qua thì được ghi nhận nóng nhất, được ghi nhận trên toàn cầu, với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu cao hơn mức trung bình giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020 là 0,65 độ C, thông tin từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Ủy ban châu Âu. Ngoài ra thì 12 tháng vừa qua cũng ghi nhận là có nhiệt độ trung bình toàn cầu cao nhất, và các chuyên gia cũng cảnh báo mức nhiệt độ kỷ lục trong 12 tháng qua có thể sẽ ảnh hưởng đến mùa hè năm nay. Nhiều quốc gia ở Trung Đông, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phá kỷ lục nhiệt độ vào mùa hè này. Nhiệt độ từ năm nay trở đi cho đến 4 năm tới có thể sẽ lập kỷ lục mới, vượt qua năm 2023 và là năm nóng nhất được ghi nhận. Ngày 17 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán. Năm nay có chủ đề là chung tay quản lý đất bền vững, di sản của chúng ta, tương lai của chúng ta. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo hạn hán đang làm ảnh hưởng tới 56 triệu người trên toàn cầu. 40% dân số bị thiếu nước, khoảng 700 triệu người có nguy cơ phải di cư vào năm 2030. Nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể sẽ làm ảnh hưởng hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Hạn hán cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm hiện tượng sa mạc hóa. Hiện tượng này khiến cho đồng bằng bị ngập lũ, đất bị xâm nhập mặn, suy giảm chất lượng nước và phù sa của các sông hồ. Trong phần tin quốc tế, giới chức bang Kedah của Malaysia vừa tổ chức thành công chương trình làm sạch bãi biển và trồng san hô tại vùng biển của bang này. Chương trình đã thu hút hơn 60 người tham gia. Vâng, và trong khuôn khổ sự kiện này thì 100 dạng san hô và san hô nhân tạo cũng đã được trồng thành công ở khu vực gần đảo song song của đảo Kedah. Khoảng 50 kg rác thải trên đảo này cũng đã được thu gom. Theo đơn vị tổ chức, việc thường xuyên trồng san hô là rất quan trọng để có thể bảo tồn hệ sinh thái biển, bởi các dạng san hô chính là nơi cá và nhiều loại sinh vật biển khác cùng sinh sống và đẻ trứng.